Chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại về với làng quê. Chiều nay tôi và anh Hùng tiếp tục đi săn ong. Hôm nay có một chút cải tiến, đó là anh Hùng dùng cái mồi nhử ong đây này, ở trên đầu cái que nứa ấy, có bắt mấy con chuồn chuồn. Đấy. Thử anh em Tây Bắc. Đây này. Anh em Tây Bắc xem thế nào. Để mình nhử con ong nó ăn, sau đấy nó bay về cái hướng tổ ấy, thì mình theo đó. Mình bắt cho dễ. Bay về đây luôn. Hướng này đúng không? Hướng này này, hướng này có mấy con ong bay về này. Đó, con ong đất đó. Mà trời đang nắng quá. Ô, không theo tổ đó rồi anh Hùng ạ. Nó sắp xuống rồi. Trời nắng quá không thấy được. Hay là tổ sau lưng. Nhưng mắt thương của ông nhom không thấy. Một là có con ong bay hướng này này, một là ở bên này, hai là ở phía sau lưng tôi chỉ đây. Vì cái đường mà ong đi ăn chỉ có bay qua bay lại thế này thôi mà. Đấy, cầm cái cây này xuống cho nó ăn đấy hầy. Quay trở lại video tối hôm nay, tôi và anh Hùng bắt ong bằng kiểu mới mới nổi trên mạng, đó là dùng lá sắn. Lời đồn là nói ong thay sắn. Đấy. Thế nào? Anh em cho bình luận nhá. Cái lá sắn là vò ra sau đấy, đây này mình bây giờ làm sao để mà dắt vào trong cái tổ của ong đây. Còn một con đây. Ôi, còn một con đang giữ đây. Nhanh, tay, chạy vô nhút luôn. Có cái hàn con. Hàn con đang giữ tổ ở đây anh em này. Rồi, bay ra rồi. Còn cho con đó. Nhớ. Rồi, đẩy vô. Có hai con dừa cửa tổ nó bay ra rồi nhé, khá là nguy hiểm. Hai con đình gác phải tòng vô đi, ngồi tòng vô kiểu làm việc ngon vào. Rồi chờ nhá. Mấy phút rồi em? 58 giây, khoảng một phút thôi nhỉ. Con bay ra đâu rồi? Ông kiểu đấy. Anh phải vo cho nạt tê chứ nạt mấy. Ơi. Vo cho nạt rồi dắt cho sâu vô tê. Đó. Dắt vài lượt. Cho nó an toàn. Đấy. Tổ ong của tao. Tổ ong. Còn khi này bay một rồi. Còn một con bay ra đây nha, cẩn thận nha. Điểm cái sáng quá đó. Tổ này khó lấy à hả? Tổ này hơi khó lấy nha. Coi mà. Đất được bao nhiêu không? Đang ít, đất đang ít chưa nhiều. Đây này. Chưa nhiều. Hả? Đất của hẳn đào lên đây trên đường. Ừ. Hả? Chưa nhiều đâu, mình đang vừa. Nhưng mà trong nửa có tổ sẵn rồi. Nhưng mà cuối mùa đó thì tao cũng lấy đó. Phải không? Phải đất mới, đất cũ. Rồi bây giờ chờ một lúc xem con ong nó có... Đất hẳn đào này, đất... Chờ một lúc xem con ong nó có bị ngất xỉu như trong video không nhá. Bây giờ anh Hùng đang tiến hành dọn dẹp một chút để lát nữa đào cho chị. Tổ này thì tôi và anh Hùng thấy khá là lâu rồi. Được hơn tuần. Tình nhìn hôm nay là lâu phết rồi đấy. Mà có đào đấy nhỉ. Tổ này có đào đình danh để ăn mùng 2 tháng 9 mà hôm nay vào thôi xử luôn. Để lâu làm kè cho mùng 1. Có chị ăn. Có cái mùa 10. Ôi. Ôi, đừng. Đập đi. Sai rồi. Ôi trời ơi. Ôi, nút cho chặt vô. Xong. Từ bình tĩnh nào. Chưa chết, chạy rồi. Đấy. Tức là nó chưa thay nhé, anh em ạ. Nó chưa thay đâu. Một rồi. Rồi xong, bật đèn lên là nó chơi vô đầu luôn này, đó. Một rồi. Nó đâm thẳng vào máy quay anh em ạ. Thì tôi tạm tắt mày quay ra nhé. Đây cuối cái. À, tổ này khá là nông nhá. Bây giờ thì một số con nó sai rồi. Anh Hùng anh Hùng cho lá sắn vào nó kiểu giống như bị phế á. Ui, con chỉ bay á. Trên đậu. Ui, có nhá, có hai con, ba con phát ra rồi. Bay về đây phải không? Đó. Anh em cẩn thận nhá, thả đèn ra đi. Có ba con nó thoát ra rồi. Rồi, trên hai. Nhiều lắm. Chưa thấy cái tổ ong nào mà chơi kiểu hài như thế này. Ui, tổ này.
Tụi này khó lấy đấy. Con ong chơi vô mặt á. Ô có lâu bên dưới đây, có cẩn thận không lâu bên dưới hình ra đây. Ra được mới thấy rồi. Đặt cái đèn pin xuống đó, con trao cho gì. Đường rồi đó. Mày nhìn đá đi. Ra được không biết. Đây có thấy không này? Con thấy chưa, kiểm tra xem. Nghe anh bay không? Thấy rồi. Nghe anh bay không? Sai rồi. Ông thấy là sẵn rồi. Có thấy con một rau nữa. Ừ, thôi, nút lại đá tiếp. Lè nó sai rồi đấy. Chơi kiểu củ chuối thế nhỉ. Mình trắng đấy. Cây cây mùi gió chứ. Cho anh em xem ơi. Ông sai hết rồi anh em. Này anh Hùng lấy ra cho một con này. Nó sai hết rồi này. Tổ gần thôi. Đấy, đấy nhá, tổ đấy. Sai hết rồi. Đấy, con ong rồi. Con ong nó sai này, đây nó nằm này. Đây nó đang quẩy cái chân kìa. Nó sắp tỉnh rồi. Ừ, sắp tỉnh rồi. Tôi dắt nó vào lắm. Đi để đào cho đến nơi đó. Tổ đây rồi. Tổ thì ngay đầu luôn, ngay trước mũi dao anh Hùng luôn. Cho nó để tôi đào cho cái là được. Thầy nhưng mà phải giấu mấy con trai kia đi. Đây này. Đấy, cứ cấy luôn. Có không biết mà đang tổ nhỏ. Nhỏ thế nhỉ? Tổ này bé. Bé. Gặp ông bé lúc chiều, bé thật. Đây. Nó thôi. Không chết đâu, nó cứ quầy quầy cái chân kìa. Nhìn ớn thô rô luôn. Thì nó tỉnh á. Ừ. Đi. Rồi, đào nào. Bấm đen nào. Thôi nhanh đi để... đi. Ồ, cái này sắp lên rồi. Ồ. Ồ, đây nữa. Lên được không? Không được không? Được. Không được. Rồi, rồi. Có đủ đây rồi. Lạc hẳn xuống. Đưa em khỏe. Từ, để. Không cần chơi lửa, nóng hồi, mệt. Ô, có con quẩy đây. Đây này, con đi bắt đầu tỉnh này. Có con bắt đầu tỉnh rồi. Đến tổ rồi anh em nhá. Đấy, con này tỉnh rồi đấy. Tỉnh nhưng mà chưa... Cho nó một tí lạt sắn đi. Thôi. Cho nó say luôn đi. À, con đi tỉnh này. Thôi, thôi hơi lạt sắn vào. Anh phải vò ra đây, vò cho nát. Thôi lấy khẩn trương đi. Đến tổ rồi. Lấy này để chết quân à. Lấy cái này con ong nó cũng to đại mà. Trong đi mà. Ừ. Giờ anh Hùng phải tiến hành lấy nhá. Đây rồi. Nó ra thôi. Đó. Tổ này tôi và anh Hùng thấy khá là lâu rồi. Anh em phải vất vả lắm mới tìm thấy ổ này đấy. Một tầng à? Vâng, được một tầng á. Ừ. Được một tầng. Nhỏ xíu à? Ừ, được. Bằng cái bàn chân. Nhỏ thôi. Cuối mua đó mà bé nhỉ. Xong tổ này anh em đi lấy một tổ nữa. Bé quá đấy. Là về là có cái ăn thôi. Lâu rồi thèm rồi. Ui. Con chỉ lao vào tay rồi vậy. Cẩn thận nhá, của con nó sống lại nhá. Sống cũng không chích được không? Thấy rồi, đấy. Sống chích cũng không kịp ra hết độc. Đầy luôn. Hai tầng, một tầng dưới chưa kịp làm. Kiểu quỷ quái chứ mà. Cái để cây bên tay phải anh Tê, đó đấy, đấy, đấy. Cắt cái kia mới lấy được. Đấy. Giao anh Hùng dùng để cắt lông nhím. Cắt lông cầm, lông chân như đấy thôi. Nhỏ. Giao. Nhỏ thôi. Giao cọp rấu. À, không chết con nào. Ngày mai tỉnh hết. Không chết con nào đúng không? Ừ. Ngày mai nó sống. Quân. Rồi, ok. Thôi ngửa lên này. Rồi. Đấy, đang thay đang sai này. Đây nào. Rồi, sai hết rồi. Ừ.
chỗ này làm à, tù bé nhỉ. Ừ. Có tiền tỉnh không nhá? Có thể tỉnh trong trong kia tỉnh mấy con nữa kia. Tỉnh hết. Đó tỉnh rồi, con trên có giáo tỉnh rồi kia. Tiến cái chân quầy quầy là bắt đầu tỉnh. Đấy. Thôi mấy con này để đây lát nữa nó tỉnh cho nó sống. Đấy tỉnh rồi. Anh em rút quân. Tỉnh đi thôi nhá, tôi sợ lắm. Ở đây lâu ngày là sợ nó tỉnh là nó đốt rồi đấy. Quầy quầy quầy. Còn không? Còn làm được rồi. Tổ này không làm đâu nữa, tổ này không có chỗ để làm. Có con chùa thôi. Để đây đang trồng đấy. Ok, tỉnh hết rồi. Đi, thôi tỉnh rồi, đi đứng đây nó đốt rồi đấy. Ok, thành quả đây, bé nhá. Bây giờ tôi và anh Hùng đi đào một tổ nữa. Bé, hơi bé. Đào tổ thứ hai này sau đấy về chế biến luôn nhá. Ừ.